Xin chào các bạn quay trở lại với Tốt Sao Hàn, và như thường lệ ngay sau đây sẽ là những tin tức tổng hợp thú vị có trong ngày. Thông tin Taeyeon và nam rapper kém 4 tuổi hẹn hò hiện đang phủ dày đặc trên các trang báo Hàn Quốc. Hàng loạt bằng chứng yêu đương của cặp đôi cũng được lan truyền trên mạng xã hội. Thế nhưng thì công ty quản lý đại diện của hai thần tượng đã đưa ra thông báo khác nhau khiến fan khó hiểu không biết đâu là thật. Vào sáng ngày 27 tháng 12, cả cộng đồng fan K-pop xôn xao trước thông tin Taeyeon của SNSD và Ravi của Vic hẹn hò được 1 năm. Cụ thể, theo nguồn tin độc quyền, thì thành viên SNSD và nam rapper kém 4 tuổi đã quen qua người bạn chung. Họ còn bị chụp lại những hình ảnh đón Giáng sinh cùng nhau trong năm nay. Ngay sau đó, thì người hâm mộ cũng đã đào lại loạt bằng chứng hẹn hò rõ như ban ngày của cả hai trong thời gian qua. Cụ thể, trên mạng xã hội, Taeyeon và Ravi đã nhấn theo dõi nhau và cũng thường xuyên tương tác. Ravi cũng từng là khách mời trên chương trình Amazing Saturday, nơi Taeyeon là thành viên cố định. Và cách đây không lâu thì Taeyeon cũng đến chương trình radio của Ravi với tư cách là khách mời. Có thông tin nói rằng những buổi ghi hình này giống như nơi ghi lại kỷ niệm của cả hai. Không chỉ thân thiết gần gũi trên show mà họ còn chụp ảnh rất tình cảm ở hậu trường chương trình. Chỉ sau đó không lâu thì SM Entertainment cũng ngay lập tức lên tiếng về tin đồn hẹn hò này. Cụ thể thì ông lớn này phủ nhận chuyện yêu đương của thành viên SNSD. Cả hai chỉ là quan hệ đồng nghiệp thân thiết và đang cùng làm chung sản phẩm âm nhạc với nhau. Trong khi trước đó thì phía Ravi lại xác nhận đang hẹn hò với Taeyeon. Cụ thể, một nguồn tin thân cận cho biết cả hai đang gặp gỡ. Xin đừng đưa những bài báo mang tính chất suy đoán để họ có thể tìm hiểu nhau trong êm đẹp. Những tưởng như vậy là xác nhận, nhưng phút chót công ty quản lý của anh chàng Ravi lại quay xe đưa ra luận điểm chính thức phủ nhận chuyện cặp đôi đang hẹn hò. Hiện tại thì thông tin hẹn hò của Taeyeon và Ravi đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Thành viên SNSD từng bị phản ứng gay gắt khi yêu Baekhyun, thế nhưng cô may mắn được ủng hộ nhiệt tình nếu thành đôi với thành viên của Vic. Tuy nhiên thì việc hai phía công ty đưa ra thông báo đối lập rồi lại thay đổi quan điểm đã khiến dân tình không khỏi hoang mang. Chúng mình là Top Sao Hàn, và bạn đừng quên like, share cũng như subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!